Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bạn nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 30 tháng 10 năm 2020. Và trước màn ảnh nhỏ quý vị thì hiện tại chúng tôi vừa hoàn thiện xong hai chiếc kệ TV của hai khách hàng. Một khách hàng ở tại thị xã Phú Thọ, một khách hàng thì cũng gần cơ sở của tôi thôi. Thì trước mặt vị đây hình ảnh hai chiếc kệ TV đây, chúng tôi đã hoàn thiện xong rồi. Và hiện tại là đang xe đã chờ sẵn và chuẩn bị để bàn giao khách hàng. Thì trước khi bàn giao khách hàng thì tôi có quay lại một cái video clip ngắn để giới thiệu với mọi người. Ai có nhu cầu quan tâm thì có thể tham khảo hai chiếc kệ này. Hai chiếc kệ TV này đều có kích thước là dài là ngang 24, cao là 80. Theo mẫu kệ TV mẫu kệ cột, một chiếc là đục chú quý Tùng Trúc Cúc Mai và một chiếc bên trong kia. Chiếc bên trong này là cánh đục trơn thưa quý vị nhé. Cùng mẫu kệ giống nhau, tuy nhiên là có khác nhau một chút là về một chiếc là đục chạm, có đục chạm, và một chiếc là đục để trơn. Đây, và đều kích thước đều 24, mẫu rất là giống nhau. Đấy, trước mặt quý vị, chiếc phía bên ngoài này là chiếc kệ TV cột nho, là chiếc này là bằng chất liệu gỗ hương đá quý vị này, chất liệu gỗ hương đá này. Còn chiếc bên trong kia là bằng chất liệu gỗ gạo đỏ. Thì đi vào đường nét chi tiết hơn một chút thì chiếc kệ hương đá phía bên ngoài này thì bốn cánh là được đục và tứ quý là Tùng Trúc Cúc Mai và chạm là chạm CNC. Đây, tôi quay gần cho quý vị xem này. Bốn cánh là đục chạm CNC cực kỳ là sắc nét nhé. Bao gồm có bốn cánh, hai ngăn kéo. Chân là chân yếm bệ hoa hồng. Chân yếm bệ hoa hồng. Gỗ hương đá chọn vân, gỗ vân rất là đẹp. Phần gỗ hương rất là đẹp quý vị. Phần để TV này chúng ta có thể được TV tầm 47 inch. Thì rất là vừa hợp lý quý vị nhé. Khống chế hai bên này. Đây, còn những phần ngăn kéo là hai ngăn kéo. Sơn nó hoàn thiện rất là kỹ luôn. Đẹp, hàng đẹp, sắc nét. Rồi, tôi quay gần, quay chi tiết cho mọi người xem được. Sản phẩm nó hoàn thiện rất là kỹ càng, sắc nét. Rất là sắc nét và đường đục chạm. Gỗ lạt nhưng mà rất là đẹp, phần gỗ cũng rất là đẹp. Rất là nét. Đây là chiếc thứ nhất. Chiếc này là gỗ hương. Tiếp theo vào phía bên trong. Bên trong này là chiếc này bằng chất liệu gỗ gõ đỏ quý vị nhé. Cũng là kích thước 24 bằng chất liệu gỗ đỏ, và chiếc này thì chúng tôi là làm là cánh là đục trơn và chỉ có ém biến không phần viền là đục hoa văn thôi. Bốn cánh là trơn nhưng mà vân cũng rất là đẹp để trơn để chơi vân. Về cái phần về những cái mẫu kệ TV này thì chúng tôi cũng giới thiệu khá nhiều quý vị rồi. Và chúng tôi bán những sản phẩm như vậy thì là bán rất là nhiều rồi. Thì quay lại cho mọi người tham khảo lại thôi. Giới thiệu khá là nhiều. Chiếc này là kích thước cũng 24, cũng là đều bốn cánh hai ngăn kéo hết. Cột này là cũng là cột trơn này, cột này không đục này. Còn yếm có đục phần yếm thôi, yếm đục yếm hoa hồng. Chất liệu là gỗ gõ đỏ. Thì gỗ gõ đỏ này thì giá thành nó sẽ thấp hơn chiếc kệ hương đá một chút. Còn về chi tiết thì mọi người quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ này. Số điện thoại là 0957 51086. Website đồ gỗ Tùng Tám.com. Chiếc kệ TV này hiện tại thì chúng tôi chuẩn bị là vận chuyển và bàn giao cho khách hàng ở tại thị xã Phú Thọ. Thị xã Phú Thọ quý vị nhé. Ok, xin chào mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.